để tiếp tục chương trình. Tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Hùng Phước, chủ tịch hội đồng đại diện Việt Nam Cộng sản tại Hà Lan, người đã phát động chương trình là quyên góp ủng hộ cho vấn đề ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, chống lại Formosa. Ngày hôm nay xin mời chủ tịch để có lời. Thank you.